Cả nhà, thật sự là hôm nay mình rất là cảm xúc luôn, vì một cái người mà ABC để cho mình lên sân khấu hôm nay là một công an, cho nên mình cũng rất là áp lực. Trước kia mình là một người phản đối, khi mình biết đến Amway là mình một người phản đối, cho nên là mình bây giờ tại sao mình lựa chọn Amway, mình lại là một người công an mà lại làm MC để ABC mình lên sân khấu, thì thật sự hôm nay mình quá hạnh phúc luôn các anh chị. Cả nhà chúng ta cho MC một tràng pháo tay số 9 các anh chị, để có mặt mình trong cái buổi giao lưu ngày hôm nay. Mình xin mượn một tràng pháo tay thật lớn, thật nhiều tràng hoa để cảm ơn thầy Trần của chúng ta. Cảm ơn các lãnh đạo đã tổ chức ra một cái chương trình buổi tối ngày hôm nay rất tuyệt vời như này. Là một tràng pháo tay số 1 các anh chị. Xin cảm ơn các anh chị. Mình xin giới thiệu tên, sơ qua tên. Vì rất nhiều người mình đã lâu rồi không có lên sân khấu, cũng không có chia sẻ trên Zoom lâu lắm rồi, cho nên ngày hôm nay có nhiều bạn chưa biết tên mình. Mình tên là Nguyễn Thị Sương, năm nay 54 tuổi. Mình có cảm xúc rất là nhiều khi giới thiệu cái tuổi của mình các anh chị. Tuổi của mình là cái tuổi lớn tuổi như này. Ngày hôm nay mình mặc cái bộ đồ như này là mình cảm giác như là cảm xúc ngay lần đầu tiên nó ùa về với mình, vì hôm nay là một ngày lễ Phật đản, cho nên mình thật sự là rất hạnh phúc luôn. Sáng nay đi lễ Phật, rất là nhiều cái cảm xúc mà lần đầu tiên đi trên đường mà mình nghĩ, trời ơi, trước đây mình là một người Phật tử, mình ở Buôn Ma Thuột, mình tráng bánh tráng, mình cứ tới ngày 14 ngày rằm là mình đi 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 chùa. Và mình đi chùa thì khi trong lúc mình đi chùa mình nghe rất là nhiều cái thông tin, toàn là những thông tin tiêu cực. Cho nên khi đến Amway, đến với mình, thật sự các anh chị biết không, mình là một người phản đối cực kỳ phản đối. Nếu các anh chị nghe câu chuyện phản đối Amway của mình, nhưng mà lý do vì sao ngày hôm nay mình lựa chọn Amway, thì các anh chị sau khi nghe cái câu chuyện của mình thì bảo đảm khi đi ra đường các anh chị sẽ không bao giờ sợ người phản đối Amway. Vì người phản đối Amway mà ngày hôm nay có mặt mình ở đây, thì các anh chị cứ nghĩ Amway nó có cái giá trị như thế nào mà để một cái người phản đối mình nhìn lại là cái người phản đối chưa chưa có ai giống mình luôn. Mình rất là tiêu cực tới nỗi mà phản đối cháu mình phải phải làm như thế nào, nếu con làm Amway thì đừng bước chân về nhà này. Rồi mình phản đối tới nỗi cái con em ruột mình mà bảo trợ trực tiếp ra mình bỏ Amway, rồi lúc đó mình mới đi tìm hiểu Amway. Các anh chị cho mình cảm ơn cái người mà bảo trợ ra mình là em gái của mình, một tràng pháo tay số 5 các anh chị. Thật sự là mình nói như vậy để chi, để mình cảm cả cảm giác giờ như là mình thật sự mình rất hối hận các anh chị. Hối hận nhưng mà không sao, ngày hôm nay mình phản đối Amway mà mình đi tìm hiểu Amway, và ngày hôm nay mình thành công Amway, thì cái đó, cái sự phản đối của mình nó không có hề hối hận, phải các anh chị. Mình chia sẻ các anh chị nghe, lần đầu tiên mình biết Amway là sản phẩm nó từng cứu cho mẹ mình bị ca gan các anh chị, nhưng mà mình cũng vẫn không tin Amway là làm được. Mình nói Amway là lừa đảo, vì sao? Vì trong cái thời điểm mà cháu gái của mình, em gái của mình chia sẻ cho mình làm Amway thì nó nói là thành công của nó là một cái cơ hội kinh doanh Amway. Mình kinh doanh bánh tráng hơn 30 năm các anh chị. Mình là một người Phật tử mà ra ngoài đường luôn luôn là đấu đá với nhau, chỉ cần mình tráng bánh tráng á mà nó hơn mình nửa lạng thôi mà nó lấy mới
và mình về suốt cả đêm không ngủ được. Mình nói nhất định ngày mai mình phải làm sao cho hơn người ta để mình lấy lại cái mối bánh tráng đó, vì cái công việc tráng bánh tráng của mình là nuôi sống cả gia đình mình. Mình có 9 anh chị em. Trong gia đình em trai của mình là một người đi tu xuất gia, còn mình không có gia đình, còn 7 anh chị em kia là có là dấu ấn của bàn tay của mình làm bánh tráng để gây dựng lên những cái con người đó, những cặp vợ chồng đó. Mà ngày hôm nay vì lý do sao mà mình lựa chọn ăn quay, mà thật sự cái công việc làm bánh của mình cũng rất là tốt, phải không các anh chị? Nhưng vì lý do nào mình lựa chọn? Lúc đó, thời điểm đó mình phản đối, nhưng mà mình nghĩ là cháu gái của mình là một kỹ sư, nó tìm hiểu Amway đưa về với mình, nó luôn luôn nói với mình là Amway rất là tốt. Nhưng mình nói tốt thì cái sản phẩm tốt thì mình làm có tiền, mình mua, mình sử dụng, không liên quan gì tới bản thân mình. Có tại sao mình phải làm nó? Và mình cái thời điểm mà mình lựa chọn đó là mình không tin Amway. Là vì sao? Có những người đã đi tu rồi, đi về chùa rồi, mà cái thời điểm đó là cứ nay có người này về chùa dụ dỗ sư thầy mình là mua cái này, mua cái kia, mua cái nọ, tất cả những là, mà cái thời điểm mình tìm đó là có một người ở Tây Ninh, hồi đó là mình về ở Tây Ninh, về chỉ xin ở trọ lại ở chùa, ở chùa một đêm thôi, mà qua ngày mai là hoàn toàn dụ các sư thầy là mua cái này cái kia xong rồi cho uống thuốc ngủ á, rồi sáng ra là mấy sư cô ở chùa đó hoàn toàn là bị mê luôn, là lấy cái vàng lấy tiền đi. Cho nên mình đánh đồng, mình nghĩ là bây giờ những cái thứ lừa đảo rất là nhiều, cho nên khi cháu mình đưa về là mình phản đối, cực kỳ phản đối. Mà thậm chí về chùa nói với sư em mình hả, là sư ơi, sư chuẩn bị sư đừng có tu nữa luôn, vì cháu của mình, em của mình ngày hôm nay tìm hiểu cái Amway là cái công ty lừa đảo, nó đem sản phẩm về nó đang dụ dỗ bà con làng xóm. Mà lúc bây giờ mình, thời điểm bây giờ mình mới hiểu là hội nghị gia đình là mời tất cả những người xung quanh làng xóm, gia đình, anh em ai về để mua sản phẩm và chia sẻ cái cơ hội kinh doanh. Lúc đó mình đâu biết đâu, mình chỉ cần thấy là mình nói đây là một cái vụ lừa đảo giống như ở các chùa này, tao thấy y như cái mô hình lừa đảo đó luôn. Mình đánh đồng nó và mình bài xích nó thật sự luôn. Bảo thủ vô cùng, là một cái người bảo thủ cực kỳ, phản đối và đuổi con cháu mình ra khỏi nhà. Khi em mình chia sẻ sản phẩm đến cho sư em mình, ngay lập tức thời điểm đó mình chạy về chùa luôn, chạy về chùa sư, sáng nay con Phượng nó đem sản phẩm gì ra cho sư phẩm, sư mà sư uống vô nha, là sư có chuyện gì, mệnh hệ gì nha, là sáu không để yên cho nó đâu. Cho nên nó đưa về cái gì sư đưa hết đây. Sư nói là nó đem về máy này, mà bây giờ mình cảm giác mình còn nhớ luôn, protein, vitamin C, canxi và cái Q10. Mình nhớ là bốn cái đó. Thì lúc thời điểm đó sư em mình đang bệnh, nó đem về nó cúng dường thôi. Mà mình xách luôn cái bịch sản phẩm đó về làm mình quăng vô nhà nó luôn, là nó mày uống đi, mày lừa đảo ở nhà đã đời rồi, mày nay mày đem về chùa mày lừa, mày chuẩn bị dụ dỗ sư quân ở nhà cũng bị dụ theo. Cho nên mình phản đối cỡ chừng đó luôn. Về nhà mẹ mình nói câu như này: một hôm cháu gái mình đem sản phẩm về demo từ A tới Z, demo hết để đầy bàn luôn. Thật sự là mình nói bữa nay con bé nó đem sản phẩm về, nó đang mời người này người kia, thì mình rủ tất cả hết cháu trong dòng họ hết, tất cả tụi bay xin hết cho tao, cứ năm đề mua sản phẩm tới đâu mà tốt thật á, chứ mà mày cho tao tao sử dụng được á, chứ còn mua tao không mua, cứ bay xin hết đi, còn thiệt hại bao nhiêu là tao đền. Cái thời điểm đó mình phản đối cỡ đó luôn, nhưng mà mẹ mình nói một câu mình rất là tỉnh thức luôn các anh chị. Mình nói một câu là mày đừng có ăn chay trường làm gì hết á. Mày ăn chay làm gì mà mày ác lắm. Mày rủ, mày nói mấy đứa là về để xin hết sản phẩm của nó. Con nhỏ nó xách hết hai cái thùng sản phẩm nó đi
vô trong thùng mà nó đi mà hai hàng nước mắt nó chảy, mà tao thiệt, tao thấy tao thương nhưng mà tao bất lực quá. Vì sao? Tao già rồi, tao không có tiền. Mày ấy, mày làm có tiền, mày muốn đuổi ai thì đuổi, mày muốn nói ai sao cũng được. Cho nên tao thấy mày đừng ăn chay làm gì. Cái thời điểm đó mẹ mình nói câu đó, tự nhiên mình thất tỉnh, mình nghĩ là lỡ cái câu của mẹ mình nói đúng thì sao? Nếu mà ngày hôm nay mình không đi tìm hiểu Amway thì sự thật, nếu lỡ đâu Amway nó tốt thì có phải là những cái lời phản đối của mình mà những cái lời nói của mình, mẹ mình như vậy thì mình ăn hận suốt đời. Và cái thời điểm đó mình đi tìm hiểu Amway các anh chị. Các anh chị, thật sự ngày hôm nay nếu ai mà đi chia sẻ Amway mà gặp cái người mà phản đối như mình thì các anh chị cũng luôn luôn tích cực cảm ơn cái người phản đối đó và tiếp tục theo sát. Mình được cháu gái mình theo sát rất là kỹ. Khi mình đi ra một cái hội nghị nhỏ để mình tìm hiểu nó là cái gì thì cái lúc thời điểm đó là nói mình là đi tìm hiểu đại hội thành công. Đại hội thành công thì mình cứ nghĩ cái đại hội thành công mà mình từng phản đối với em mình, vì cái thời điểm nó đi đại hội thành công là nó làm tóc một ngày nó tối thiểu của nó là 1 triệu đồng, mà nó đi 3 ngày, nó chuẩn bị 1 ngày, nó về ngày hôm sau nó mệt mỏi, nó không làm là hết thảy 5 ngày. Mình cái lúc đó là mình thấy em mình là mất 5 ngày ở đại hội thành công, và mình lên một cái bài là 5 ngày là mất 5 triệu, chưa nói cái tiền đi đại hội thành công vô đó ăn uống rồi nó còn dụ dỗ mua sản phẩm nữa thì nó thiệt hại. Một kỳ đại hội thành công sẽ mất 10 triệu là tối thiểu. Mình lên kế hoạch để mình nói cho làm sao có lý để cho nó ở nhà. Và cái thời điểm mình đi tìm hiểu đại hội thành công, các anh chị, thật sự nếu ai ngày hôm đó mà chứng kiến mình đi đại hội thành công thì bây giờ thật sự mình rất là cảm ơn cái đại hội thành công, cảm ơn cái lời nói của thầy Trần Nữ Băng ngày hôm đó. Khi mình đi tìm hiểu tới đại hội thành công, mình cũng mặc cái bộ lam giống đồ lam giống như ngày hôm nay các anh chị. Cho nên cảm ơn cái bộ đồ lam ngày đó. Đó một chàng pháo tay số 2 các anh chị. Cảm ơn thật sự ngày hôm nay mình rất nhiều cảm xúc luôn các anh chị. Nói giá chăng ngày hôm đó mình không đi đại hội thành công thì ngày hôm nay mình ở cái vị trí nào? Vì mình tráng bánh hơn 30 năm các anh chị. Luôn luôn cứ mỗi khi về đêm á, 2 giờ là mình dậy rồi. 2 giờ, cái giờ mà người ta ngủ ngon á là cái giờ đó là hai chị em mình dậy rồi. Là em mình có một đứa em trai út cái thời điểm đó cũng cùng làm bánh tráng với mình. Mà 2 giờ đêm mà kêu nó dậy làm bánh với mình nói ráng đi, ráng đi, hết khổ rồi chị sẽ đổi công việc khác. Vì cái giờ này chị biết là mình ngủ rất là ngon, em ngủ rất là ngon. Tuy nhiên chưa có cái công việc gì mà để thay đổi. Cho nên cứ tạm làm để coi thử. Mà nếu mà sức khỏe không còn thì chắc chị cũng phải nghỉ. Nhưng mà chưa biết cái công việc gì để thay đổi. Thì cái, ngay từ thời điểm đó mình đi đại hội thành công về. Thời điểm đó mình vẫn còn làm bánh. Mà đi đại hội thành công, thật sự là mình cũng chưa dễ dàng nở lòng đâu các anh chị. Mình phản đối tới nỗi mà khi đi đại hội mình thành công mình đem theo 10 triệu đồng nha các anh chị. Đem 10 triệu đồng mà mình nói tao thử kỳ đây, cái đi đại hội thành công mình có đem 10 triệu triệu đây vô mà chỉ cần nói mua cái gì thôi là ngay lập tức con này tao xử liền tại tại ở trong đó. Đó mình là một người phản đối cực kỳ cỡ đó mà bảo thủ. Vì sao mình nghĩ là lừa rất là nhiều cái cú lừa ở đây hơn 30 năm rồi mình làm kinh doanh này. Mình chưa thấy cái kinh doanh nào nó lại nói với mình là cái giá trị cái người là ngày hôm nay có một người thầy dạy cho mình cách kinh doanh. Mình nó không có ai mà dạy cho mình kinh doanh. Trời ơi, bé ơi, em ơi, tất cả những cái điều đó là ảo tưởng hết. Mình không có bao giờ ai dạy cho mình cách kiếm tiền mà để đi làm từ thiện. Họ chia sẻ cho mình rất là nhiều viễn cảnh luôn. Mà cho nên mình càng cứ càng nhiều giá trị chừng nào mình càng phản đối quyết liệt luôn. Và đi đại hội thành công ngày đó là mình đem theo 3 bộ đồ lam, cho nên ngày hôm nay mình cảm ơn cái bộ đồ lam đó là như vậy các anh chị.
Cảm ơn. Mình đi vô đại hội thành công, thật sự là cái thời điểm đó mình thấy không ai giống mình hết. Thật sự là không ai giống mình, không có ai mặc đồ lam hết mà đi đại hội thành công hết như mình hết. Cho nên mà mình thật sự là khác người. Cho nên mình cảm ơn và cảm ơn các lãnh đạo rất là nhiều ngày hôm nay để có mình chia sẻ ở một cái chương trình như này, là thật sự mình không biết lời nào để nói cảm ơn. Khi mình tới đại hội thành công, lúc đó mình cũng chưa biết thầy là ai đâu. Người ta đón chào người thầy chuẩn bị lên sân khấu là người thầy đã từng giúp cho rất nhiều người có hoàn cảnh rất là đặc biệt cũng thành công. Mình nghĩ nữa rồi, ở nhà cũng nghe cái âm thanh đây, mà tới đại hội cũng nghe cái âm thanh mà nói phù phiếm, cho nên mình cũng nghe mà để trong đầu. Nhưng mà sự thật, tham dự xong cái đại hội thành công ngày đó, các anh chị cũng nhiều nước mắt lắm, nhiều nước mắt. Thật sự mình rất là thương cái đứa cháu gái mình luôn. Cái ngày đó là nó đã làm MC rồi, làm MC ở trên sân khấu đại hội thành công, mà mình vẫn là người một người phản đối cháu mình, mà về ở nhà mình chửi sơ sát luôn. Mình cứ sợ vì sao? Vì các anh chị trong môi trường này cũng thông cảm cho mình, là vì mình sợ tổn thương người khác, tổn thương và sợ mất mát, làm ảnh hưởng rất là nhiều. Vì gia đình mình hồi giờ là chưa có làm tổn thương một cái người nào. Nếu cái công việc này ngày hôm nay, cho nên mình đi chia sẻ, mình nói chị ơi, anh ơi, nếu cái công việc này mà làm tổn thương đến người khác, chắc chắn là em không bao giờ em làm. Vì sao? Em ăn một ngày không có hết 100.000 đồng, thì tại sao em phải đi dụ dỗ người khác, em lại đi lừa bịp người khác? Cho nên thật sự mình cảm ơn cái đại hội thành công ngày đó, và cảm ơn cái lời nói của thầy Thằng Hiểu Băng, mà ngày hôm nay thật sự các anh chị nên cho nhiều tràng hoa, nhiều tràng pháo tay số 9 và nhiều trái tim yêu thương để cảm ơn người thầy kính yêu của chúng ta. Thật sự là thầy nói một câu như này: chỉ cần bạn là người tốt thì chắc chắn bạn kinh doanh này sẽ thành công. Cái công việc này mình nghĩ, ủa, nếu làm ăn quay sao đơn giản vậy? Chỉ cần là người người tốt thì mình ở truyền thống mình là người tốt. Mình nhớ có một lần là ở nhà mình làm bánh tráng á các anh chị, người ta tới nhà mình để lấy lúa non á, lúa non là người ta mới gieo lúa xuống thôi, mà người ta tới là mượn tiền rồi, để ngày đó là mình phải đong lúa già. Nhưng mà cái thời điểm đó là mình nghĩ là mình giấu mẹ mình, khi lúa thu lên mình cũng không có nỡ lấy cái tiền lúa non đó, mà mình lấy tiền cái thời điểm mà người ta thu lên. Mình nghĩ là cái công việc này nè, mình bây giờ mình làm bánh như vậy chứ, mà mình thiệt sự là ai tới khó khăn tới mình cũng giúp đỡ. Tại sao ngày hôm nay mình tới đại hội thành công mà nghe thầy mình nói chỉ cần bạn là người tốt thôi? Mình thấy ở nhà, ở gia đình mình có một cái công việc rất là tốt, mình đang luôn luôn mỗi ngày làm một cái việc tốt để mình mong sao để có cái giá trị để được giúp người, thì ngày hôm nay tại sao có cái công việc mà ngày hôm nay mình thích nhất là cái giá trị giúp người? Cho nên mình tới đại hội mình thành công, mình rất là thích luôn. Mình về mình nói là nếu như cái công việc mà tốt như vậy thì chắc chắn mình sẽ làm. Lúc nãy bạn Hoài thầy nói mình sẽ ăn quay nó tốt như vậy mà mình rất sợ bán hàng, mình thì ngược lại các anh chị, mình nói là ăn quay nó tốt như vậy, bánh tráng mà mình bán được cỡ đó thì ăn quay nó tốt như vậy, mình bán một ngày một xe tải cũng được. Mình cảm giác như là mình tới mình làm ăn quay là mình bán một ngày cả nguyên một xe tải cũng được. Đó, cái cảm giác của mỗi con người tới với đại hội thành công là một màu sắc khác nhau các anh chị. Cho nên mình rất là cảm ơn thầy của chúng ta, cảm ơn các lãnh đạo và cảm ơn các bạn đã cùng đồng hành với mình trong một thời gian qua. Và lúc nãy lãnh đạo Khôi có nói là vừa rồi là đã đạt mốc rất là ngoạn mục, thì mình cũng cảm ơn các lãnh đạo, các tiếng ngang, các tiếng bạn đã luôn luôn đóng góp hỗ trợ tích cực cho mình. Cảm ơn những lời cổ vũ
rất là hay, luôn luôn tích cực. Những cái lúc mình tiêu cực có những lời cảm ơn đó, thật sự mình rất biết ơn. Và câu chuyện làm ăn qua như thế nào thì các anh chị sẽ sau mình là một người lãnh đạo, là một người học trò rất là xuất sắc của thầy, đã chia sẻ giúp cho chúng ta làm như thế nào, thành công ăn quay cũng như thế nào. Và mình vừa rồi là cũng các anh chị cho mình một tràng tim, một tràng pháo tay, là vừa rồi mình cũng đạt được cái mốc gold. Như vậy là mình cũng cảm ơn thầy rất là nhiều. Tuy rằng đại hội thành công của mình nó chưa tới, nhưng mà mình cũng mong muốn đại hội thành công sắp tới để mình dành những lời cảm ơn này đến với thầy kính yêu của chúng ta, đến trợ lý Mạc Tiết Diễm và đến các lãnh đạo trong hệ thống Radio Nam A của chúng ta. Và mình chắc chắn năm nay cái chuyến du thuyền của 2024, năm 2023 năm nay thì mình chắc chắn sẽ đạt thành rồi. Nhưng mà mình tin chắc rằng với cái sự nỗ lực, cái sự quyết tâm của mình để đi được chuyến du thuyền đó, thì mình sẽ xin giúp tất cả các anh chị nào rất phải quyết tâm đi, thì mình cùng nhau hỗ trợ để giúp cho các lãnh đạo, các tuyến dưới của mình cùng đi chuyến du thuyền năm nay. Và nay đến hết năm tài chính hôm nay, mình chắc chắn sẽ là Latinum và kết thúc năm 2024. Kết cấu của hệ thống chiến lược của các lãnh đạo, chiến lược của thầy kính yêu của chúng ta, chắc chắn mình sẽ là một emerald của hệ thống Radio Nam A. Mình sẽ là một lãnh đạo xuất sắc của lãnh đạo Tô Vương Bá, lãnh đạo Phạm Ngọc Hà, lãnh đạo Dương Văn Vượng. Xin cảm ơn tất cả các lãnh đạo đã chú ý lắng nghe. Xin cảm ơn. Quá tuyệt vời đúng không các anh chị? Chúng ta hãy dành cho lãnh đạo Sương những tràng tim thật nhiều thì các anh chị. Hãy dành nhiều sự yêu thương và cảm ơn phần chia sẻ hết sức tuyệt vời. Vô cùng là giàu cảm xúc đúng không các anh chị? Khôi đã hiểu tại sao mà lãnh đạo Sương trong 3 tháng qua đã vô cùng bứt phá và tạo những cái lên một cái pin rất là tuyệt vời đúng không các anh chị? Lãnh đạo có dư trạng thái, dư năng lượng và đã lấy đi những cái giọt nước mắt đánh vào cái tiềm thức của rất nhiều người. Hôm nay bản thân Khôi và Khôi tin tưởng rằng 45 các anh chị vẫn còn trong Zoom ngày hôm nay cũng vô cùng xúc động với những cái câu chuyện, cái phần chia sẻ của chị đúng không ạ? Nếu như trước kia cái năng lượng dành cho cái sự từ chối, sự phản đối vô cùng là tiêu cực thì ngày hôm nay chị đã chuyển cái năng lượng đó dành cho em Quy, mang đến giá trị và giúp đỡ rất nhiều người, đúng không ạ? Đó là lý do tại sao mà chị quyết tâm, nỗ lực và đã gặt hái được những nấc thang rất là tuyệt vời trong em Quy. Mặc dù chỉ là những bước ban đầu, nhưng Khôi tin tưởng rằng trong năm nay và trong các năm tiếp theo, chúng ta sẽ được chứng kiến lãnh đạo sáu với rất nhiều những cái nấc thang mới và rất nhiều những cái câu chuyện kinh nghiệm tuyệt vời đúng không ạ? Một lần nữa cảm ơn chị Sương rất là nhiều, cảm ơn chị với phần chia sẻ hết sức tuyệt vời. Các anh chị hãy dành cho chị Sương thật nhiều những cái tràng tín hiệu số 9 được không ạ? Để cảm ơn chị. Một buổi tối hết sức tuyệt vời đúng không các anh chị? Vâng, cảm ơn sự hợp tác của tất cả các anh chị. Các anh chị còn hưng phấn không? Còn khỏe không ạ? À? Hãy cho MC một tín hiệu là các anh chị vẫn còn khỏe, vẫn còn hào hứng để chúng ta đến với phần chia sẻ hết sức tuyệt vời tiếp sau đây ạ. Món ăn chính, món ăn tuyệt vời nhất trong buổi tối hôm nay chuẩn bị mời các anh chị rồi. Các anh chị hãy hết sức tập trung. Được không ạ? À? Các anh chị đã sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng chưa các anh chị? Khôi rất hôm nay Khôi có rất nhiều cái cảm xúc và rất là vui hôm nay được làm MC trong một cái buổi huấn luyện đào tạo hết sức đặc biệt, vô cùng là giàu cảm xúc và rất nhiều cái năng lượng tích cực nhận được từ các anh chị. Và hôm nay
Phần sau đây sẽ là phần chia sẻ hết sức tuyệt vời của người lãnh đạo của Khôi, cũng là ân nhân nhân trong cuộc đời của Khôi, người đã giúp cho Khôi nhận ra được chính cái bản thân mình, nhìn thấy được ước mơ của bản thân mình, và thông qua Amway, thông qua đạo thành công với sự huấn luyện của thầy Trần Hiểu Bân cũng như tất cả các lãnh đạo ưu tú của hệ thống, Khôi đã vô cùng tin tưởng và cũng hạ cho mình một quyết tâm nhất định sẽ theo đuổi Amway là sự nghiệp cuối cùng của bản thân mình, và sẽ cùng đồng hành với người lãnh đạo của mình chinh phục những bậc nâng thang tiếp theo. Và hôm lúc nãy thì lãnh đạo Sương có chia sẻ là gì ạ? MC ABC lãnh đạo của MC là công an đúng không ạ? Và hy vọng rằng trong thời gian tới, thì Khôi sẽ chia sẻ cho các anh chị là tại sao bản thân Khôi xuất thân trong ngành công an chính quy và rất nhiều năm, 18 năm trong ngành, lại vẫn lựa chọn Amway đúng không ạ? Nhưng mà hôm nay thì Khôi sẽ làm MC và sẽ dành cái thời gian quý báu còn lại để cho phần chia sẻ lãnh đạo của mình. Các anh chị sẵn sàng chưa ạ? Phần chia sẻ sau đây là một phần hết sức quan trọng thưa các anh chị.